Quý thính giả thân mến, từ loài người cho đến các sinh vật khác đều sống trên đất đai chứ không sống giữa không trung, do đó chiếm đoạt đất đai để làm của riêng cho một số người là thắt cổ nhân dân. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi chuyên mục Chuyện nước non mình qua bài viết của Tưởng Năng Tiến, nhan đề Người và đất sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình. Theo Trịnh Bá Tư, với chính sách cướp đất từ Bắc vào Nam của Cộng sản thì Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vương, Đặng Văn Hiến chưa phải là những người nông dân nổi dậy cuối cùng. Nhà báo Đinh Đức Hoàng có nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh. Ông gọi những nông dân mất đất, nhưng vẫn gắng gượng trồng trọt, để sống lây lất qua ngày là những người điền vào chỗ trống. Ở thôn Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Nội, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp một người đàn ông ngoài 60, kéo theo một chiếc xe bò chở cây chuối giống, đi vòng quanh. Ông đi tìm bất kỳ mảnh đất nào trống. Những mảnh đất đã được người thành phố mua lại nhưng chưa xây nhà, để gửi những cây chuối vào đấy. Mỗi mảnh vài cây, chắp vá lại cũng được số lượng lớn. Sau một thời gian, nếu yên ổn không bị ai đòi đất, ông sẽ có chuối bán. Đó là một người nông dân đã từng có đất canh tác, nhưng nay phải đem giống cây đi điền vào chỗ trống, vào những miếng hở của nhà cửa san sát mọc lên. Đất ruộng của ông ngày trước đã bị thu hồi phục vụ cho việc xây dựng khu đô thị. Bản thân ông vẫn không có nghề nào ngoài nghề trồng cây. Ở khu vực này, có nhiều người điền vào chỗ trống như thế. Chả riêng chi ở khu vực này đâu, cả nước đâu cũng đều như thế cả. Sau một chuyến thăm quê ở miền Nam, tác giả Phương Toàn thuật chuyện mà ông phải rào đón là tuy khó tin, nhưng hoàn toàn có thật. Thằng bé 13 tuổi vào nhà bà ngoại với chiếc giỏ đeo toàn ten trên ghi đông xe. Bà già hỏi, mày có cái gì đem vô cho tao đó tè? Dạ không có gì cho ngoại hết, má còn nói đem em con vô nhờ ngoại chôn giùm. Thì ra, má nó nghèo quá, không có đất chôn con, nên mới bỏ đứa nhỏ vô cái bị cói, kêu nó đem vô nhờ bà ngoại chôn. Ở một xứ sở nông nghiệp mà người sống phải tìm đất để điền vào chỗ trống, và kẻ chết cũng chả có chỗ để vùi thay, thì đất nước này quả là đang có vấn đề. Và vấn đề này không phải lỗi của thằng đánh máy, mà do thằng cơ chế. Hiến pháp 1959 vẫn chưa quốc hộ hóa đất đai như hiến pháp 1936 của Liên Xô, mà nó được coi là một bản sao. Cho dù từ thập niên 1960 ở miền Bắc và từ cuối thập niên 1970 ở miền Nam, ruộng đất của nông dân đã bị buộc phải đưa vào tập đoàn, hợp tác xã. Đất đai chỉ chính thức thuộc về sở hữu toàn dân kể từ Hiến pháp 1980. Chiều 18 tháng 1 năm 2011, khi điều khiển phiên họp toàn thể của Đại hội Đảng lần thứ 11, biểu quyết lựa chọn giữa chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, ông Nguyễn Phú Trọng hứa với đại hội thiểu số sẽ phục tùng đa số. Nhưng tháng 5 năm 2012, Ban chấp hành Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư vẫn quyết định duy trì chế độ công hữu với đất đai, tư liệu sản xuất quan trọng nhất. Rõ ràng đây là một quyết định chết người. Hai nạn nhân mới nhất tên là Bùi Hữu Tuân và Đặng Văn Hiến. Ông Tuân đã từ trần hôm 12 tháng 7 năm 2018 sau khi tự thiêu để phản đối một bản án oan có liên hệ đến mồ mả, đất đai. Cùng ngày, ông Hiến bị xử chung thẩm y án tử hình sau vụ nổ súng làm 3 người chết, 13 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức cũng vì liên quan đến tranh chấp đất đai canh tác. Bản án của phiên tòa phúc thẩm dành cho Đặng Văn Hiến gây ra một làn sóng dư luận lớn, với hơi nhiều cảm tính. Bình tĩnh và tương đối khách quan, luật sư Lê Công Định cho rằng đây chỉ là một kịch bản mà thôi. Tôi không tin người nông dân mất đất Đặng Văn Hiến ở Đắk Nông sẽ bị tử hình, vì kịch bản sau đây đã được duyệt trước khi trình diễn. 1. Tòa vẫn phải tuyên án tử hình nhằm mục đích răn đe, nếu không sẽ còn nhiều Đặng Văn Hiến khác, nhưng đó chỉ là án trên giấy. 2. Tuy tòa phúc thẩm y án tử hình, nhưng thẩm phán vẫn mở lối thoát bằng cách nhắc nhở bị cáo và luật sư làm đơn xin ân xá.
nếu không nhận chỉ đạo từ trước, còn rối thẩm phán hẳn không dám làm vậy. 3. Chủ tịch nước sẽ nhận đơn xin ân xá và sớm muộn gì cũng chấp nhận ân xá. Nói cách khác, chủ tịch nước sẽ ghi điểm với công luận vì biết lắng nghe tiếng nói lương tri của chính mình, dù chưa chắc có hoặc còn. Kịch bản đã được xây dựng trên sự cân nhắc tình hình an ninh chính trị, chứ không dựa vào phân tích luật pháp. Tuy muốn răn đe, nhưng sợ rằng nếu tử hình thì bất ổn xã hội sẽ gia tăng ngoài tầm kiểm soát. Dù Đặng Văn Hiến có được tha mạng hay không, thì sinh mạng của chế độ hiện hành cũng vẫn như chỉ mảnh treo chuông thôi. Trong một đất nước già nửa dân số vẫn sống bằng nông nghiệp mà người dân không còn được một hòn đất để trọi chim, và chính phủ vẫn cứ nặng nặc đòi toàn quyền quản lý đất đai thì kể như là tự sát.